đừng có mắc áo mới mày coi không? Coi nó cũng lạ lạ chứ. Cái này được không á? Không được đi. Cái này được mà kia không được. Kia là gì? Nhảy không á? Trời đất, con mới đến thử miếng sao không đắng không á? Đắng miệng nó lưng thôi chứ bụng chè sao ngọt. Sợ đắng quá anh chịu uống. Nó không uống hả? Thì đè đầu nó xuống, cán nó thì bay dặn đàng hoàng rồi không không nhớ hả? Không được. Sao không được? Áo là vậy không được. Em lấy cái áo chị hai bận vậy con không có được. Sao vậy? Mua đen đó mày, cho hay mua đen đó mày. Dạ, mua đen lắm. Dạ, mua đen thiệt là mua đen vậy. Nhìn giống y hệt như mấy con trùng trùng vậy. Đó, rồi dây, dây không nữa. Tại nó nói không lận rồi, giờ nó kêu con trùng trùng chết rồi nha, chết rồi. Tao chỉ méo rồi bác, trời ơi. Mà tao đã chốt mà đặt méo nữa. Cha, trời ơi, nay tóc tai rồi cuốn lên rồi nữa ta. Trời ơi, làm biết em nhìn chị hai giống y hệt như mấy bà bóng vậy. Trời ta, người yêu tao muốn tao diện vậy, tao diện vậy. Ông anh hai em nó muốn chị hai chân diện kiểu bà bóng vậy đi hả? Ừ. Cha, chắc anh hai tuổi lên đồng quá. Ê, nó cốt điên đồng đó con. Thấy rồi. Thiệt tình đó nghe, ảnh là biểu đi chân diện kiểu này hả? Em để kiểm tra lại vô thẩm mỹ bà này mới được. Nó đòi kiểm ra kìa đó. Biết rồi, thấy nhỏ này sao? Nó càng ngày nó càng kỳ cục hơn. Nè, chồng thì chồng của ta. Chồng của tao. Đám cưới thì đám cưới của người ta. Họ cưới tao. Rồi bắt mớ gì mày rồi kiểm kê chồng ta. Đâu có má, con nói kiểm tra. Hả? Kiểm tra. Kiểm tra. Kiểm tra chứ không phải kiểm kê. Má đừng nói kiểm kê. Ai biết là tao ra kiểm ra đó theo tao đâu biết. Mà mày kiểm cái gì? Bộ người ta là người tầm thường sao mày đòi kiểm tới kiểm luôn. Người ta là một giáo sư nè, một thi sĩ nè, một nhà khảo cổ nè. Mày đòi kiểm tới kiểm lui gì nữa? Anh nói rồi đó. Anh nói bữa nào rảnh đó ha, anh dẫn tao ra sau vườn nhà mình nè. Anh móc một cục đất của vườn nhà mình, anh đem về anh khảo. Anh khảo từ 300-400 năm về trước, cái cục đất của mình đương ở đây nè, nó là cái gì? Không biết chừng có mỏ dầu lửa với nữa à trời. Chị hai ơi, không phải mỏ dầu lửa đó chị hai. Mỏ khác đó chị hai. Mỏ gì? Mỏ vàng đó chị hai. Mỏ vàng mà hôi nước mắt của ba mình để lại. Đập móc họng, móc họng. Để nó ở đó, ở đó, ở đó móc họng. May quá của em đi rồi. Giỡn hoài. Giỡn hoài. Nói chuyện đàng hoàng đi. Rồi, nói chuyện đàng hoàng. Chứ anh hẹn em mấy giờ mà giờ này anh mới chịu tới vậy. Em tưởng là anh lặn luôn rồi đó. Lặn sao được. Em biết không, đêm hồi hôm á, anh thức tới 3 giờ sáng. Thức chi dữ nha. Thì để tìm cái nói chuyện cho bà già vừa lòng. Còn chuyện trễ hả? Lỗi tại cái máy. Thôi đi. Thế mình đi trễ thì đó là lỗi của mình, chứ sao đổ lỗi cho cái máy được. Này nha, tại nó hơi thình lình quá nên anh phải lại sửa cho xong để kịp giao ca đúng giờ. Đó, nói chuyện đàng hoàng đứng đắn đó, chịu chưa? Dạ chịu. Gì? Bác ở nhà không em? Bác ở trong nhà. Nhưng mà chắc là bữa nay anh tới đây không đúng lúc rồi. Ủa sao vậy? Tại đi hỏi vợ mà anh không chịu coi nhà. Cứ đợi ba. Thôi đi em ơi, mấy lần trước muốn lấy điểm với bà già, anh cũng ráng chờ ngày rằm ngày mùng 1 mới dám tới. Vậy mà lần nào bà già cũng lắc đầu ha. Bữa nay ha, anh tính nhào đại với lại bà già xin ký với em. Nếu má lắc đầu nữa hả, anh sẽ nằm dạ đi luôn. Anh nằm dạ đi luôn. Chứ sao? Má cũng kêu người khiêng anh ra đường. Ô sao kỳ vậy? Thôi. Thôi bạn ơi, bạn đừng có hòng nói cái chuyện cưới hỏi tôi bữa nay anh chi cho mất công. Ủa bộ má anh chắc định không cho anh cưới em thiệt hay sao? Không phải là không cho, mà là theo ý của má đó. Thì chị Tú mới có chồng trước rồi mới tới xin em. Ở trong gia đình nó có tôn ti trật tự hẳn hồi, nó có ưu tiên 1, ưu tiên 2. Trời ơi, phải ưu tiên 1, ưu tiên 2. Ừ. Trời ơi, rồi biết chừng nào chị hai mới chịu có chồng để tôi cưới được vợ đi trời. Khổ quá mẹ. Khổ à? Khổ thì anh đi kiếm đám khác anh cưới đi. Gì xú dại phải không? Nè biểu đây biểu
từ lớp 12 tới bây giờ mới gặp người này nè. Bây giờ đã đến một cái rằm hả? Đứa anh bỏ anh cũng không bỏ nữa. Nói cho em cũng giỡn đâu, anh nói chuyện đàng hoàng đi. Không giỡn đâu phải không? Nói chuyện đàng hoàng thôi. Rồi. Xin phép tôi ngồi được không? Ai cũng ngồi, cứ việc ngồi. Đủ thêm mạng nữa. Dạ, dạ, dạ thưa má. Dạ thưa ba. Biết rồi, dạ, biết rồi, ba biết rồi. Bữa nay nhà có khách đặc biệt, dạ. Má thể tiết mà cần vắng mặt tụi đây. Dạ. Bây giờ má cho hai đứa đi chơi. Dạ. À, đi ăn cơm. Dạ. Đi đi Thủ Đức, đi Biên Hòa, đi càng sát càng tốt nè. Ha. Rồi mai mốt đó, má dỡ chuyện tụi bây bàn lại. Bởi vì bây giờ khách người ta gần tới rồi, mà má cần tiết. Thôi làm ơn đi gấp giùm tôi. Dạ, 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 thưa má, tụi con muốn xin với má là má cho. Con có tiền rồi má, thôi đi anh. Thôi làm ơn, thôi khỏi xưa rỡ gì, lẹ giùm tôi chút tốt hả. Anh nói chiều nay em tới mà tới giờ này anh mới tới. Là nãy giờ em chờ anh cũng muốn chết vậy đó. Đừng chết. Em chết rồi anh biết sống với ai? Anh sẽ là một đứa trẻ mồ côi bơ vơ giữa chợ đời đói lầm. Cho nên phải bụp anh đi chết luôn. Sao anh đòi bụp em đi? Em coi, trễ vài tiếng đồng hồ có là bao. Chúng ta còn có cả cuộc đời trước mặt. Anh đã quyết định hiến dâng cả cuộc đời trinh trắng này trải dưới chân em. Ôi, anh nói chuyện nghe hay quá à. Hay giống như là trong tiểu thuyết vậy đó. Anh ơi, cái câu anh vừa nói với em đó, nó nằm trong cái cuốn nào vậy anh? Trong cuốn Yêu Nhau Đi Chiều Hôm Tối Rồi, chương thứ 2, phần thứ 3, trang 247, dòng thứ 56, ngoài đếm vô chữ thứ 9 đêm. Vậy mà có đứa nó dám nói với em là cuộc đời không có những câu như vậy đó. Nó nói như vậy là sai. Mà em hỏi anh tại sao từ chiều tới giờ anh tới trễ vậy? Thôi, chờ anh biết tới giờ nào không? Thôi đừng buồn nữa. Anh tới trễ là gì? Sao? Anh phải đi tìm cấp Sài Gòn, Chợ Lớn, cho ra một đóa hoa bất tử. Tử tế như tình yêu bất tử của chúng ta. Em đến dâng tặng cho em đi. Hoa bất tử à? Hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Hoa ni lông. Yêu bất tử. Anh ơi, anh hứa là mày thơ bất tử tặng cho em. Mà anh làm chưa? Xong rồi, 30 giây thôi. Đây là một bài thơ kỷ niệm buổi đầu tiên gặp gỡ của chúng ta. Tôi gặp nàng trong một buổi sáng tinh sương tại giường bờ lô. Tiếng chim hót líu lo trên cành, hòa với tiếng xe xích lô máy chạy ngoài đường nghe ùn, thành một bản nhạc vừa bi vừa hùng vừa du dương vừa ồ ạt. Nàng như một con chuồn chuồn từ xa bay lại, bay xuống bay lên bay qua bay lại, bay quẹo rồi bay luôn, gieo vào lòng tôi một niềm yêu thương vô tận. Ôi đúng là thi sĩ, xuất khẩu là thành thi.
anh tài quá. Anh tài lâu rồi. Em phục anh tài lâu anh rồi. Đừng cố gắng. Người ta nói thương, thương đừng cố gắng mà. Tôi đã nói trước với ba trà rồi, nó thương rồi nó cắn. Anh không biết đó. Chứ trong tiểu thuyết người ta nói kỹ lắm đó. Cắn nè, ngắt déo nè, gây gỗ nè, giận hờn nè, đều là phản xạ của tình yêu đó. Mà anh không hợp với cái vụ đó. Anh lỡ nói rồi nha. Ngồi nói ra đi rồi anh nói. Rồi em ngồi nói ra rồi nè. Nói chưa? Rồi. Em hỏi gì anh quên hết. Em hỏi anh chỉ hai ngày nay vắng em anh làm gì? À, hai ngày nay anh ngồi buồn bên cửa sổ để nhớ em. Anh nhớ em như... Chờ anh chút. Thôi 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 em thuộc rồi. Câu đó em thuộc rồi anh khỏi cần tìm. Anh nhớ em như buổi sáng nhớ nắng trời. Nhớ nắng trời. Như buổi trưa nhớ cơn gió thoảng. Cơn gió thoảng. Như trăng rằm mãi mãi nhớ sao khuya bao quanh. Mãi mãi nhớ sao khuya, trời đất ơi thuộc còn hơn anh. Mà, hay quá ha. Mà có thiệt nhớ không đó? Em còn phải hỏi nữa. Anh nhớ em đến nỗi không còn chỗ nào để nhớ nè. Chỉ có em đó, em vô tình không chịu trả lời những câu hỏi quan trọng và cụ thể của anh thôi. Câu hỏi gì mà quan trọng và cụ thể dữ vậy anh? Em ráng nhớ đi, không nhắc đâu. Nhắc vài kỳ quá à. Thôi em biết rồi. Có phải cái vụ anh hỏi em con đầu lòng muốn con trai hay con gái nữa mà. À, nhưng mà cái vụ kia kìa, cái vụ kia mới quan trọng và cụ thể hơn. Vụ kia là vụ gì anh? Cái vụ tiền đó. Tiền quan trọng cái gì? Tiền quan trọng lắm chứ em. Đừng bao giờ anh đem cái chuyện tiền bạc mà anh so sánh với cái tình yêu cao cả và trong sáng của chúng ta. Đúng, em nói đúng. Chỉ có những kẻ phàm phu tục tử mới đem của cải vật chất tầm thường mà so sánh với tình yêu chói người ánh sáng của chúng ta. Nhưng em đừng quên làm đám cưới lúc này tốn kém lắm nghe không? Làm đám cưới mà tốn tiền lắm ha. Tốn dữ lắm. Vì từ đó tới giờ em chưa làm đám cưới lần nào, thành ra em không biết phải đặt cọc cho anh bao nhiêu anh nè. Không biết đặt cọc bao nhiêu hả? Đi, đi tìm vài người làm vài đám cưới thì biết cái gì? Khôi kìa, chưa gì cái đã giận nè, chưa gì cái đã ghen rồi. Nè, em có tiếc gì với anh đâu. Bốn chiếc cà rá hồng xoàn, hai chiếc vòng cẩm thạch nè, mấy sợi dây chuyền nhà Y nè, biểu đưa cái em đưa hết cho rồi đó. Trời ơi, cái đó là tặng vật để làm kỷ niệm. Em nhắc tới mà làm gì? Anh đang cần một số vốn lớn để tạo lập sự nghiệp. Nếu chưa có sự nghiệp thì anh chưa thể cưới em được. Mà một khi anh chưa cưới được em thì anh chỉ còn có cách là bụng chân chết luôn mà. Chết à? Phải. Không cưới được em anh sẽ chết à? Anh sẽ đem máu tim anh viết thành một pho thiên thu tình hận tặng cho em làm kỷ niệm. Ôi như vậy là một thời để yêu, một thời để chết rồi. Tội cho anh em biết là chừng nào. Trời đất ơi, trước cái chết của anh mẹ chỉ nói được có tiếng tội nghiệp thôi hay sao? Em đang suy nghĩ. Em suy nghĩ cái gì? Để cho em suy nghĩ. Mà em suy nghĩ cái gì? Em suy nghĩ bữa đám ma của anh bận áo màu gì cho nó hợp. Trời ơi. Em đang lo sợ anh ơi. Em sợ. Anh coi coi. Nước da em như vậy là đưa đám anh mặc màu trắng hay màu đen nó hợp hơn anh. Trời đất ơi, em chỉ suy nghĩ được có bao nhiêu đó sao bà nội? Em đương lo sợ thật sự. Em sợ gì? Em sợ người ta sẽ quả thiêu anh đi. Thì còn gì là gương mặt tài tử của em nữa. Ôi còn gì là đôi mắt loan mắt nhung của em. Còn gì là cái mái tóc Alibaba chạy dài. Nhức đầu, nhức đầu. Vậy thì đừng để cho anh chết. Phải trả tiền cho anh cứu em. Cứu sống anh, cứu sống tình yêu của hai đứa.
Sao em cũng đem nước mắt ra mà năn nỉ ỉ ôi với má. Má bán hai miếng vườn lá thiêu đi giúp cho vợ chồng mình. Em nói rồi, má sẵn sàng bán nhà, bán cửa, bán hết sự nghiệp để lo cho hạnh phúc của mình. Má nói như vậy? Má chịu lắm. Má chịu mà Nga nó không chịu. Cần gì cô ấy chịu hay là không chịu? Trời ơi, nó không chịu, nó ký tên làm sao mình bán được hai miếng vườn. Sao vậy? Hồi đó đó, không biết má nghĩ làm sao nữa. Má nói em khùng khùng, má không cho em đứa con. Phải giao hết cho nó, tới bây giờ mới khổ đó. Nó chống đối hết mọi ý định của má với em. Nó đương ghen với cái hạnh phúc của tụi mình đó anh à. Chứ vậy là có vấn đề. Có phiếu chống, có kẻ muốn thọt vị bánh xe. Ôi buồn ơi, ta chào mi bu bu bu. Mà không, chúng ta phải thoát ly, chúng ta phải đi khỏi nơi này. Phải, đi khỏi không khí ngột ngạt của gia đình này. Đi, đi, anh đi. Mà đi đâu bây giờ anh? Anh sẽ đưa em về Tây Hạ. Anh sẽ đưa em về một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Chỉ có tình yêu, chỉ có hạnh phúc, chứ không có cái cô em vợ ghê gớm của anh. Đem hết tiền bạc đi xây tổ quy ngư một nơi xa xôi vô bờ bến cát mũi mịt mờ niệm thơ không thể tả. Ôi, chúng ta sẽ là đôi hải âu phi sứ. Em sẽ trong tay anh. Chúng ta sẽ gục đầu vào nhau mà mơ màng qua mấy tầng bão táp mưa sang. Bột bột bột. Em sẽ mãi mãi là cánh hoa chùm gởi của anh. Ôi lãng mạn biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, nhưng nhớ đem tiền nữa đang rủ đó khổ chịu nổi. Đừng bao giờ nói chuyện tiền. Em chỉ cần tình yêu của anh và một chút mặt trời trong ly nước lạnh mà thôi. Dù một chút mặt trời trong ly nước lạnh cũng phải 20 cây em mà. 20 cây gì anh? Thì 20 cây vàng, không vàng sao xây tổ quy ngương được. 20 cây nhiều quá làm sao chạy cho ra. Trời ơi, thì ráng lo đi được, nhưng góp lần cho nhiêu. Mà anh có thương em không đó đã? Thương vô tận. Chắc chắn thương. Thương hoài ngàn năm, thương đến già, thương đến chết, thương đến ngày răng lông tóc bạc, thương 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 mãi. Thương em thì uống hết cái trà này đi. Trà gì vàng khè vậy? Trà bách niên á, anh uống vô anh thương em đúng 100 năm cho anh coi. Thôi, không uống đi, ta còn thương muốn chết lên chứ xuống uống gì nữa. Uống em giận thôi, 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 đừng giận, anh sợ em giận, không được có giận để anh uống. Vì em mà anh uống, vì hạnh phúc, vì tình yêu chúng ta mà anh uống nè, uống nghe không? Trời ơi, linh ứng như thần vậy đó. Ngay tam vị thánh tổ thầy bà già trả hồn trả vía lại cho chồng tôi. Ngay anh ơi, anh à. Tôi anh lại em, anh lại em tôi. Xin em tha cho cái tội nhậu nhẹt say sưa đến trễ xe làm em phải chờ đợi mười mấy năm trời. Má ơi, má ơi, sao anh chết hoài vậy nè má ơi? Anh uống vô rồi anh lại rồi anh chết nữa rồi. Không sao đâu, lát nữa tỉnh dậy bây giờ. Trời đất ơi, sao anh xỉu trong nhà mình vậy nè? Anh bị trúng gió hả? Anh qua, kêu xe cho đi cứu cấp bao lâu? Không, nhảy hành. Nhảy hả? Trời đất ơi, con biết rồi. Má chỉ tố cho người ta uống ba cái đồ yêu quỷ ra phải không? Nếu như vậy thì phải rửa ruột ngay mới được. Nếu không phải làm sao cho anh mửa ra. Để chết nhầm đồ ai chịu? Má chịu cho anh chịu. Bây giờ em nói chị nghe, bây giờ chị ra làm sao với em? Lấy tấm thớt cạo cho anh uống cho anh mửa ra. Chị để vậy đâu được. Được cái đồ á, nhà thuốc con tắm đây. Chết cái đồ ra má được. Thôi, có báo không? Trời đất ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh tên anh Bích. Anh còn nhớ tôi không? Tôi anh Bích nào? Tôi không biết anh Bích nó chuồn vậy đó. Tôi là giáo sư Hoàng Đại Báo. Còn anh là ai? Là cái gì trong gia đình này? Trả lời. Tôi biết một người giống anh như hệt. Chỉ có điều là anh ta có râu. Nhưng tôi lại là người không râu. Không râu từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Chắc chắn phải người bạn nào của anh rồi. Anh ta tên là Tư Ách Bích. Do cái chỗ anh ta chuyên cờ bạc biệt. Và đặc biệt luôn luôn giấu lá bích trong tay. Ô là bất lịch sự quá. Sao anh dám mở miệng nói rằng tôi giống tên cờ bạc biệt? Anh là cái hạng người gì mà lại đi giao du với những thứ đó? Tôi không giao du với anh ta. Mà tôi đã gặp anh ta trong trại cải tạo. Anh ta cờ bạc biệt, lường gạt, trộm cướp, nên bị đưa đi lao động cải tạo. À, thì ra anh là bạn đồng liêu, đồng điểu, đồng nghề với cái tên lưu manh đó. Cùng bị đi cải tạo và gặp nhau trên đó. Mới trốn trại ra hả? Không, tôi đã được hân hạnh ở trong trại cải tạo. Nhưng tôi không bị cải tạo, mà tôi giúp cho người khác cải tạo. Gia đình này là gia đình lễ giáo phong phép. Cái thứ nhanh của mày trước chấp đầu tiên, đi xuống đất trên. Anh nói gì? Anh đuổi ai? Tôi đuổi anh. Tôi? Nhân nhân là con rể tương lai trong gia đình được tống tống cổ anh. Anh tống cổ tôi? Tống quên đi, đi. Anh bị tống tống tưởng tôi. Anh đừng tống tưởng tôi bằng cái lối lưu manh cố hữu của anh. Tôi là một giáo sư, trí thức, đạo đức, nhưng cũng rất rành về karate, aikido. Và nếu cần cũng có thể chơi dao, chơi búa và có thể búp 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 bên dưới thường. Đi ra ngoài. Tôi không đi. Tôi sẵn sàng. Nào, mời anh búp 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 búp. Chưa tới lúc búp tôi ngồi đây. Tôi cũng ngồi đây. Để coi thử anh Tư Ách Bích còn dở trời nữa đây. Tôi đã nói là tôi không phải là Ách Bích, Ách Chuồn hay tôi là giáo sư Hoàng Đại Báo. Giáo sư Hoàng Đại Báo? Đích thì là tôi, đích thì là tôi nè. Thế thì tôi cũng ngồi đây để ông giáo sư Hoàng Đại Báo không có râu muốn gì đây. Muốn vợ? Giáo sư không râu muốn vợ, muốn vợ. Đừng cười, quá bất thiện cho em. Đi ra đây với em, em ra cái cứu đi mau lên. Họ ra tới kìa, nói chuyện nhanh nhức đầu quá. Xin phép anh cho tôi xỉu lại. Nói uống vô hết rồi. Em nói đem chẳng uống đi. Mà nếu mà chị sợ thì để em đây nè, em chờ. Ôi trời ơi, đừng ai bắt tôi uống gì nữa. Tệ lắm rồi. Dù sao thì tất cả đã thấm vô tim gan tì phế phổi của tôi hết rồi. Giờ này tôi không còn là tôi nữa. Đầu óc tôi, tim gan tôi, tất cả tất cả chỉ còn có em tôi Tô à. Má, tôi đã trở thành nô lệ cô gái má rồi. Nga, Nga, anh đã trở thành kẻ tôi đòi của chị em rồi. Tô, anh, đừng bỏ anh tội nghiệp. Anh nghe thôi đừng có cười cái giọng mà kêu ngạo ra, tôi chịu không có nổi đâu. Đó, ta thấy chưa? Thánh thần của má đã làm ra như vậy đó. Cha của cô bổn giáo sư này hơi ba xạo à. Không phải hơi ba xạo mà ba xạo thật sự đó nghe. Nè, dạ con sao đấy? Uống đi. Dạ. Uống đi. Dạ tôi nói con cái gì con phải mửa ra thôi. Không, cái này không phải mửa, cái này là sinh tố ái tình. Nghe chưa? Uống cho nó thấy liền như có thánh thần. Dạ thưa bác, con có cần uống gì đâu. Mà con thương Nga từ lớp 12 tới bây giờ. Dạ uống rồi tôi gã liền đó bà. Dạ con sợ uống vô, rồi con đã thành một thằng ba xạo thật sự. Rồi chừng đó bác có gã cho con thì con cũng không thèm ưng luôn. Thôi thôi thôi, dẹp mấy người qua bên đi. Phá đám hả? Phá đám hả? Thấy tôi hạnh phúc rồi mấy người theo mấy người phá đám hả? Thấy chưa? Thấy tôi hạnh phúc ghê chưa? Ai được cho tôi gì không? Trời mưa lạnh muốn chết thì theo quạt hoài vậy là thấy chưa? À mấy người muốn phá đám ha. Tao lên tao tự giận tao chết rồi, đợi đó không biết sầu riêng cho mày ăn đi. Tao ơi, tao ơi, tao ơi, đi tao cầm tao chưa, nào con ơi, con ơi. Sư Hoàng Đại Báo như vậy đó, tài ba lỗi lạc như vậy, em còn nghi ngờ cái gì? Anh mà anh cũng tin như vậy nữa sao? Ủa tin chứ, nè nha, tất cả mọi người trong nhà ai cũng tin, má tin chị Tố tin. Em không tin. Em không tin. Không. Đúng. Em không tin như vậy là đúng.
Bởi vì nó là thằng Ba Xạo. Hai năm trước nó đã trốn trại cải tạo Biên Hòa. Lúc đó nó không có râu, không uống tóc. Phải rồi, hồi nãy em nhìn cái đầu quăng quăng đó là em nghi nó trong tiệm uống tóc bước ra mà. Hồi nãy cậu nói anh hỏi ngay. Dạ. Nhưng nó chối dài. Nó còn dở cái giọng Trịnh Thuận ra nữa chứ. Nhưng qua một hồi nó nói chuyện, nhất là khi nó dở cái giọng bú, 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 bú. Anh tin chắc mình không lầm. Nó đã dính dáng nhiều dáng cũng khiếp lắm. À, vậy đi chung với nó còn thằng nữa tên là Ba Trà.